Hai người này tạo cái dáng gì đấy hả? What the hell? Thì người ta nói mà, chả có ai bình thường khi yêu cả. Tết cũng sắp đến rồi, khách hàng của Aloha chúng mình cũng đang tất bật chụp Tết nhiều lắm. Và ngày hôm nay cũng thế, khách của chúng mình là một cặp đôi. Nhìn cái là biết ngay rồi đúng không? Lạ gì cái đầu hồng này nữa. Thì bộ ảnh hai bạn ấy chụp cũng đơn giản thôi, cứ tương tác với nhau như thường ngày. Ủa mà thường ngày như này hả? Đùa chứ, phải như thế này, tình cảm như thế này cơ mà. Mỗi tội anh thợ ảnh bị cho ăn một đống cơm chó. Cái gì vậy bà đợi?